Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao nhận thức và trình độ về thiết kế cho các doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp, đào tạo thực hành về kỹ năng thiết kế thương hiệu, đặc biệt là bao bì cho các sản phẩm đặc sản vùng miền, cũng như việc mời các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp về phát triển thiết kế bao bì gắn liền với thương hiệu, đã trở thành hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Cục Xúc tiến Thương mại từ nhiều năm qua. Phát triển thiết kế mẫu mã sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và tạo sức cạnh tranh cho thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong nhiều năm qua, nhiều hoạt động hỗ trợ ngành thiết kế công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam về thiết kế thông qua các chương trình hội thảo, đào tạo về thiết kế, các hoạt động tư vấn thiết kế chuyên ngành tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai, đã hỗ trợ hàng ngàn lượt hội viên, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp, nhà thiết kế Việt Nam. Đặc biệt, tại các sự kiện xúc tiến thương mại lớn như Việt Nam Expo, khu gian hàng thiết kế luôn có các chuyên gia nước ngoài tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế. Khu trưng bày này là kết quả từ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm do Cục Xúc tiến Thương mại và Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc KIDB phối hợp thực hiện từ năm 2010. Năm nay tại hội chợ Việt Nam Expo 2016, gian hàng thiết kế mang phong cách hiện đại đã thu hút và được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những cái kỳ hội chợ rất là chuyên nghiệp, thế nên là qua mỗi kỳ hội chợ này thì chúng tôi giới thiệu được đến với cả người tiêu dùng trên một cái hình ảnh chuyên nghiệp này, và một cái hình ảnh nó mang rất là rõ cái tính chất hợp tác với Hàn Quốc này. Thì qua mỗi kỳ như thế này thì là người tiêu dùng biết đến chúng tôi rất là nhiều với một cái hình ảnh tốt ạ. Khi được tuyển chọn tham gia vào trong cái gian hàng tiêu biểu thì nó cũng thể hiện một cái sự đánh giá của Bộ Công Thương cũng như là của Cục Xúc tiến đối với những cái doanh nghiệp mà có đóng góp trong xuất khẩu hàng Việt Nam ra thế giới, và đối với đơn cử công ty chúng tôi là mặt hàng giày sang các nước, sang khu vực. Theo Ban Quản lý chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm, đến nay chương trình này đã hỗ trợ trên 3.500 lượt doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, và năm 2016 cũng là năm thứ 18 liên tiếp khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc tham dự Việt Nam Expo với 71 doanh nghiệp cùng sự có mặt của gần 500 khách mời từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Tại đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu những sản phẩm có thiết kế đa dạng phong phú thuộc các lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động thiết kế cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh. Tôi đánh giá là cái năng lực thiết kế của các doanh nghiệp Việt Nam thì là có tăng lên. Lúc đấy thì tôi có suy nghĩ rằng đấy có phải là một phần đóng góp giữa sự hợp tác giữa hai bên là Vietjet và bên Viện Thiết kế Hàn Quốc hay không. Và tôi nghĩ là để tiếp tục nâng cao cái năng lực thiết kế này thì hai bên sẽ càng hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa trong tương lai. Được biết, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc FTA đã được chính phủ hai nước ký kết và có hiệu lực từ tháng 12 năm 2015. Theo đó, 11.679 dòng thuế cho Việt Nam và 8.521 dòng thuế cho Hàn Quốc đã và đang được cam kết xóa bỏ. Khu gian hàng thiết kế và các sự kiện giao thương được tổ chức cũng không nằm ngoài mục đích nhằm hiện thực hóa các cam kết của FTA, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa hai nước.